Hi, chào anh em đồng hóa chính trị ở lớp, mình là Tlu S98. Rất vui quay trở lại bạn trong video bán hàng ngày hôm nay. Đây là video bán hàng tập số 125 của mình với một cái xe vừa rất là mới. Xe vừa 100 bao nhiêu nhỉ? 146 luôn, đúng không? Rất là mới các bạn ạ. Tuy nhiên dù sao thì mình nghĩ rằng nó cũng không phải gọi là quá cũ đâu. Xe vừa nó cũng lên level 80 rồi. Từ level khoảng mình nhớ nhầm 75 hay 76 trở lên là bắt đầu lăng môn rồi. Đến level 84 là có thể lăng được môn tối đa rồi. Cho nên là mình nghĩ rằng là cứ trên khoảng độ level 75, 76 là có thể chơi mà không phải cày cuốc nhiều rồi. Cho nên cái tầm này mình chơi rất là ổn. Đội hình của ác này đây cũng là tiếp tục một cái ác VIP. Mình thì mình nhắc lại mình dẫn rất nhiều ác, nhưng mà không nhận thì thôi, đã nhận là mình phải nhận ác ngon mà nó phải hợp lý. Đội hình tương lai của hiện tại nó phải ổn rồi, tương lai còn càng phải ổn hơn thì mình mới nhận. Chứ còn đâu mấy cái ác thọt thọt là các anh em đề nghị không liên hệ với mình cho nó mất thời gian ra. Chứ mình phải trách nhiều quá thành ra nó cũng không có thời gian. Ngày đăng là mấy ác thôi thì trách nó mất rất mất thời gian, trách xong cũng có nhận được đâu, ác thọt thọt có dám nhận đâu. Đây là một cái ác VIP 7. Các bạn nhìn thấy đội hình rất là ok con dê đúng không? Cặp Meritery mình nói luôn là đội hình nào nó cũng chơi hết nha. Nhạc nào nó cũng nhảy. Rắn, gấu, hổ, tứ hồn hay là cái gì nó cũng chơi hết. Bởi vì thực sự Meritery đã là một con công, một con thủ để gây hiệu ứng rồi. Terry thực ra là nó thiên về gây hiệu ứng. Sau này lục bôn nó mới tăng công thì nó mới châu bò. Nó rất là gọi là khá là hoàn hảo rồi. Rất là châu bò. Trong hai lượt đầu tiên thì nó tăng lên tới 20% khả sát thương. Nên trong tứ hồn thì nó tăng 60% khả sát thương. Cực kỳ kinh bá đạo các bạn ạ. Còn chi tiết đội hình này nó như thế nào đúng không? Mary, 5 sao, các bạn xin mình xin lại đây, xe về mới nha, cho nên hết sức bình thường. Đấy, chưa thể mà tích mảnh nhanh được đâu. Kể cả bạn nào chơi Yashiro thổ hay là Yashiro thường nó cũng chỉ 5 sao thôi. Chỉ Mary đây là 5 sao này là bạn ý có cái định hướng rất là sớm đấy thì nó mới lên được 5 sao. Chứ còn không mảnh Mary là tương đối khó kiếm. Còn sức mạnh của Mary thì các bạn nào mà chưa rõ thì có thể qua cái ác S8 của mình. Cái video nào S8 của mình ấy. Mình cũng chơi Mary Terry phải nói với các bạn thời điểm hiện tại nha. Chưa lục môn nha, nhưng mà Mary nó còn trâu bò hơn cả Omega Rugal về cái sức chống chịu các bạn ạ. Khi mà bạn có thể, khi mèo nó tung tuyệt kỹ, cực kỳ trâu bò các bạn ạ, đỡ đòn cực kỳ nhiều luôn. Rồi, vị trí thứ hai là Kula, đã thích tỉnh vốn vũ khí. Mình thì mình thích vị trí Ad Gimson ở chỗ này hơn, nhưng mà nó chưa ra. Thì mình nghĩ rằng các anh em có thể tích kim cương khoảng trong 3 tháng nữa. Chơi Ad Gimson 4 sao cũng được, không như thế phải 5 sao các bạn ạ. Chứ Omega Rugal hôm nay đến 5 sao là máu quá đúng không, quá máu. Lên lấy 4 sao thôi đúng không, xe vừa mới cứ từ từ thôi, còn kim cương tích lại mà kiếm mảnh vạn năng đấy. Còn đâu vít thấp nhà thì cái gì nhỉ, cái áp lực quay mèo nó không lớn các bạn ạ, nói chung cứ xóa đi. Nhưng mà cái gì nhỉ? nên là chỉ tiết kiệm một chút đấy, thì mình nghĩ là tích khoảng độ 3 tháng nữa, sớm phải khoảng 2-3 tháng nữa thì nó mới ra Crimson, thì lấy về thay nốt vị trí Kula của nó các bạn nhỉ? thôi rồi lượm ơi luôn đấy, thành cái team hỏa tứ hồn tư chất 15 giảm công. Ê, quá kinh khủng khiếp đúng không các bạn, quá kinh khủng khiếp. Yêu đây dị thức tỉnh vũ khí Terry cũng thế, và cuối cùng là cao đấy thức tỉnh vũ khí full các bạn nha. Một cái team mà mình cho rằng cực kỳ là ngon ở thời điểm hiện tại. Chắc chắn rồi, ăn này không thể nào tốt thấp được. Khi mà cái logic trong đội hình của nó có các bạn ạ. Thủ thì có hai con là Mary và Omega Rugal, trong đó thì Mary bản thân nó rất là trâu rồi, tứ môn nó còn kích hoạt đỡ đòn cho hàng trước. Thành ra là Omega Rugal đã được đỡ đòn từ độc chiêu rồi nha. Nó có lại còn được thêm cái đỡ đòn từ Mary, auto đỡ đòn rồi các bạn. Kula cũng thế, đứng hàng trước phải nói là thôi rồi. Teddy thì phải đến lục bôn thì nó mới có khả năng đam to. Còn bây giờ chỉ là giảm công và choáng thôi. Nhưng thế là đủ rồi đúng không? Karet và Yorizi thì nó là hai cái hạt nhân, hai con đam chủ lực quá nhiều team nó có rồi. Và mình nghĩ rằng không cần phải nói thêm nhiều về nó nữa. Đội hình hết sức là khoa học, nên top đấu trường cao là điều dễ hiểu. Mình check 20:59 tối hôm qua này top bao nhiêu? Không có, bây giờ tra trong đấu trường. Mới đánh có một trận thôi, đúng không? Và đang là hạng trong hạng 10. Mình nghĩ rằng nó hết sức bình thường rồi. Đây là trong một giờ trước cậu mình đánh liên tục tục này. Đánh liên tục tục này, đúng không? Trong top 10 là chắc chân các bạn ạ. Đội hình nó ngon rồi. Vì mình check lực chiến thì các anh em thấy nó không hề thọt một téo nào cả nha. Mặc dù là VIP là thấp hơn một chút. 44, sau ông top 7 47, top 9 là 46, top 10 là 42. Rồi nó cũng gọi là ngang ngang nhau, đúng không? Ngang ngang nhau, không phải quá cao nhưng không phải quá thấp. Ngoài ra VIP thấp thì nó bị một cái là không có cái thiên phú. Nhưng mà thú thực các bạn, cái dương thiên phú về sau nó đầy. Mình thư dư tới 256 mày. Nhưng mà đâu, nói chung là mới tất nhiên là phải thiếu. Còn đâu tăng lực chiến thì nó có rất nhiều kiểu, tầm bổ rồi thần khí này, thế này. Ông ấy còn nhìn cái này, ông ấy không lâng lên để làm cái gì. Các bạn nhìn thấy lâng bảng thần khí rất là chất chơi đúng không? Rất chất chơi người rồi, full luôn. Lâng nó phải như thế các bạn. Rồi, anh em nào cái mua ác thì vào và lâng tiếp lên đúng không? Là tăng cái bơm được chiến đấy. Còn cái gì ở trong đội hình này mà check cho anh Chelsea ra có đây.
Zero cái gì gì kinh duyên thôi, với cả tăng uy rồi, cả phải thế. Bên dưới này có cái gì? Đây, xem vừa mới cho nên là người ta đang bây giờ bắt đầu là ghép mảnh của các võ sĩ đây các bạn này. Chai Ju với Hayden này, chàng béo chưa có đúng không? Thôi ghép dần thôi, các anh em nói chung về ghép dần thôi. Xem vừa mới là phải cái gì nhỉ? Thưởng thức nó ngậm nhấm như vậy. Túi đồ đây. Hồn khí Iris này. 18 mảnh vạn năng. Chỗ thẻ này chả có gì đặc sắc cả. Rồi, mình xem còn check cái gì đây. Mình nghĩ rằng một cái ác rất là hoàn thiện, đặc biệt mình kết nhất là Omega Dugo vòng mùa rồi rất là khó chơi các bạn. Clon nó hoành hành rồi, con này nó quá ngon, thành ra ai cũng muốn đua. Thực ra có con Omega Dugo là rất là, nó rất là đắt giá đấy các bạn này. Các bạn không thể hiểu sức mạnh của con này nó cỡ kinh khủng như thế nào đâu. Đấy, đội hình rồi ngon, đầy đủ các yếu tố mà tương lai thì vô cùng sáng lạn, hiện tại thì đã ngon lành rồi đúng không, tương lai vô cùng sáng lạn. Giá ác này là 700k cho anh em nào xúc cái ác này, cực kỳ ngon, bổ rẻ. Mình hiếm mình nhận được cái ác nó chất lượng và bổ như thế này. Bạn nào mua ác liên hệ với mình theo số điện thoại bên dưới phần mô tả của video. Mình là Tlu S98. Đây video bán ác tập số 125.